Nói bảo tham cái kia chắc các bác đã tham bằng em. Thật tham lắm nhưng mà làm mãi rồi đâu ngủ được. Tay vắt đến chán chán rồi nghĩ mãi mà vẫn thế. Thôi đéo nghĩ đã đi ngủ. thì mới ngủ được anh ạ. Không ngủ nổi đâu. Ngủ lại lôi dạ ra. Có phải lúc nào cũng lôi được đâu. Nói giờ như các bác thì bảo làm cái này thì bác mong mình như này có thể đang lợi mình mong hết lợi lọ kia đúng không? Rồi. Đấy, như em bây giờ đi ô tô đến ra ngoài đường kia nhìn thấy xe khách đẹp hơn bao giờ mình có tiền mua đấy. Đấy cái giống vẫn thế không? Lại càng khó ngủ. Lòng tham của mình nó vô đáy không? Nhiều lúc mà tặc lưỡi thôi, hạnh phúc gì mình có thì ngủ được, không có lâu. Đây dài hơn nữa, kiểu kia dài hơn nhỉ? Đây dài hơn nhỉ, đủ đấy. Đây là căng cũng cần dây à? Rồi này, bạn cứ vắt này ra, bị căng đấy. À, đây. Cho hàng dưới nhá.